quay trở lại với chương trình Giữ Lấy Mầm Sống. Chủ đề đằng sau những sinh linh bị chối bỏ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ hai vị khách mời đặc biệt. Nghệ sĩ Trung Dân, tác giả, đạo diễn sân khấu và là diễn viên nổi tiếng. Anh còn là người cha của ba cô con gái dễ thương. Á hậu diễn viên Diễm Châu. Ngoài ra, cô còn là người mẫu kiêm diễn viên qua nhiều vai diễn quen thuộc trong các bộ phim truyền hình. Là mẹ đơn thân của cậu con trai Khôi Ngô và hiện là một doanh nhân thành công. Xin chào nghệ sĩ Trung Dân. Xin chào anh Thí. Thật sự đây là một cái chương trình rất là nhân văn, Giữ Lấy Mầm Sống. Tôi là Trung Dân. Diễm Châu xin chào quý vị khán giả của chương trình Giữ Lấy Mầm Sống. Trước khi trò chuyện với hai vị khách mời thì Hạnh Thúy muốn mời quý vị khán giả cũng như là hai vị khách mời cùng xem một video clip. Quốc tế thiếu nhi được biết đến như ngày lễ vì trẻ em, vì thế hệ tương lai của loài người. Ngày mà tất cả các em nhi đồng sẽ đón nhận những món quà ấm áp từ người thân yêu như một lời nhắc nhở: hãy bảo vệ và chăm sóc các trẻ em tốt hơn. Thế nhưng, lại có vô số những đứa trẻ chưa bao giờ được chạm những món quà, dẫu là giản đơn nhất. Người trao quà lại vô cùng xa lạ. Nơi trao quà lại lạnh lẽo và quạnh hiu, bởi đó là các nghĩa trang thai nhi. Và người nhận quà chính là những thai nhi xấu số chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Nhưng các bé vẫn có một ngày quốc tế thiếu nhi theo một cách rất riêng. Những tình nguyện viên có mặt tại nghĩa trang thai nhi từ rất sớm, mọi người thay phiên nhau dọn dẹp các phần mộ thai nhi và trang trí thêm vào đó là những món đồ chơi giản đơn, một ít bánh kẹo cùng hoa cúc trắng. Những đóa hoa thay cho sự thương yêu từ những người xa lạ, nhưng cũng có những đóa hoa lỗi lầm, ân hận từ chính các bậc làm cha làm mẹ như một lời xin lỗi gửi đến cho các con. Buổi lễ diễn ra chỉ vỏn vẹn vài giờ nhưng vô cùng lắng động và nhiều cảm xúc. Dòng người thay nhau đi quanh từng phần mộ và cầu nguyện cho các em, thắp những nén hương như phần nào an ủi, xoa dịu những nỗi đau buồn tủi khi bị chính người thân yêu ruột thịt chối từ. Và ngày hôm nay, cùng với lễ quốc tế thiếu nhi, là buổi chôn cất cho gần 700 thai nhi xấu số. Một tháng. Các tình nguyện viên đã làm công tác cuối cùng để đưa các em về lòng đất mẹ. Những ngọn nến lung linh giữa màn đêm bao phủ như chính tâm tình của những người tham dự hôm nay, ngổn ngang, trĩu nặng khi mỗi ngày trôi qua lại có không biết bao nhiêu phận người chịu cảnh mồ côi trước lúc chào đời. Và tất cả chúng ta hãy cùng hành động để các em được hưởng một ngày quốc tế thiếu nhi đúng nghĩa, được đón nhận trọn niềm vui và hạnh phúc thay vì một ngày quốc tế thiếu nhi khác thường như nơi đây. Mẹ ơi, xin cho con được làm người, được yêu mẹ và được mẹ yêu, như con bướm được yêu hoa, như con cá được yêu nước, như con yêu mẹ. Mẹ ơi. Đây chỉ là một trong số rất là nhiều cái đám tang mà Hạnh Thúy và ekip đã từng đi. Một cái đám tang chôn cất tập thể các sinh linh bị những người cha, những người mẹ của mình bị chối bỏ. Và đây chỉ là một con số rất là nhỏ trong số những cái xác thai nhi đã được chôn cất. Và thậm chí là một số rất là nhỏ trong số rất là nhiều em bé đã bị hủy diệt sự sống trước khi mẹ bé chào đời. Khiếp sợ. Những cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy trên clip này rõ ràng có những đứa nó đã hình thành đầy đủ hết cơ thể. Ba nén nhang thắp cho những cái vong linh nhỏ bé đó đủ sự ám hay không? Mà cái lời bình ở dưới thật sự tôi xót và rớt mất mặt. Tại sao không cho chúng con làm người? Con muốn làm người mà. Một cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta không có quyền
chúng ta không có quyền vì cái gì mà chúng ta làm cái chuyện đó. Theo thông tin từ năm 2011 thì ở Việt Nam có 2 triệu ca phá thai được thống kê, nhưng mà cái con số đó chỉ được thống kê ở các bệnh viện lớn, các phòng mạch có đăng ký, nhưng mà còn cái con số thực tế ở các phòng mạch mà không được đăng ký mà không thống kê được thì mình không thể biết được là bao nhiêu. Và cái con số đó thì mỗi một năm càng tăng lên. Và chính vì cái điều thôi thúc là cảm giác rằng là cái sự sống của con người nó đang bị gọi là coi thường, không được tôn trọng, trong khi lẽ ra cái đó là cái điều thiêng liêng. Và đó là cái động lực mà Thúy đã làm chương trình này, và rất là mong được sự đồng cảm của tất cả mọi người. Thì khi xem clip xong giờ Thúy cảm giác hình như đang không có bình thường. Ở Việt Nam mình và cái tỷ lệ cái người mà phụ nữ á, càng ngày nó càng ít, cái số lượng nam nó nhiều, nhưng sự mất cân bằng về giới tính nó đang diễn ra, và hệ quả của nó tôi nghĩ nó cũng nằm ít nhiều, nó cũng nằm trong những cái mà chúng ta đang nói này. Nói riêng về cái vấn đề đạo đức nữa, bây giờ sao con người người ta dễ dãi quá, quen nhau trên mạng cái gì đó rồi yêu nhau rồi có thể gần gũi nhau rồi không cẩn thận rồi hệ quả nó sẽ như thế này. Có phải là tại vì tiếp xúc nhau quá dễ rồi xong rồi dễ dàng dẫn đến chuyện yêu đương, cho nên đã khiến con người ta như là mất đi cái sự thiêng liêng và sự trân trọng trong cái tình yêu này? Chính xác. Bây giờ có những cái lớp trẻ mà khi mà ngồi nói chuyện đó thì tôi nói thật, họ phát biểu họ nhận định tình yêu như vậy. Theo quan điểm của em thì việc sống thử hay là quan hệ trước hôn nhân theo em điều đó là bình thường, tại vì tình yêu thì phải đi đôi với tình dục. Khi mà hai người quen nhau mà tới nếu như mà có tình cảm với nhau rồi cũng có những cái sức hút thể xác đó, thì mình cũng có quyền quan hệ tình dục với nhau thôi. Theo mình thì mình thấy quan hệ tình dục trước hôn nhân là một cái điều bình thường, tại vì xã hội bây giờ nó phát triển rồi, con người của mình cũng sinh ra ai cũng có một cái nhu cầu bình thường và thiết yếu trong cuộc sống. Bây giờ thì cái tư tưởng mọi người cũng đã thoáng hơn, và khi mà mình đủ yêu thương giữa hai người thì mình có thể và mình nếu mà mình có thể chịu trách nhiệm được thì điều đó với em là có thể. Và đa số tôi nghe những cái bạn trẻ bây giờ họ phát biểu họ nhận định tình yêu là cái chuyện mà ngủ với nhau nó không đơn giản là cái chuyện nhu cầu, mà nó còn thể hiện một cái bản lĩnh nào đó nữa. Em nghĩ là cũng là do một phần của giáo dục, tại vì từ cha mẹ là mình không có giáo dục giới tính cho các con tốt, rồi không có gần gũi con nhiều hơn, thì như vậy thì các con sẽ sinh ra là lệch lạc về suy nghĩ về cái người khác giới của mình, nên là nghĩ là thể hiện cái đẳng cấp của mình là khi mà quen một người nào đó là phải ngủ với người đó, xong như vậy mới là đẳng cấp. Như vậy cái chuyện hồi xưa mà ông bà mình dặn là coi như là không được ăn cơm trước kẻn, rồi là nam nữ thụ bất thân, thì là liệu ở trong cái giai đoạn này, cái thời buổi này nó còn phù hợp không? Tôi nghĩ thì nó sẽ không phù hợp, và nó bị xem là một trong những cái yếu tố là cho là phong kiến này nọ. Nhưng mà đứng ở một cái góc độ nào đó thì chúng ta thấy ông bà mình dạy không có cái gì sai. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ là mọi cái con người, cái nhu cầu tình dục đó là tất nhiên, không có thể nào mà chạy khỏi hết. Tôi nói một cách công khai. Dạ, ngay bản thân con này hồi lúc trước là khi mà có Kun á, lúc đó là cũng rất là sợ mọi người xung quanh nói là nhèm pha ở nghệ sĩ, rồi mấy người súng sùm vô. Nói chung là cũng còn hơi phong kiến chút xíu, là ví dụ như là không có chồng mà có con, một cái là đó là một cái điều rất là kinh khủng. Cái đó không phải là gọi là phong kiến, cái đó là định kiến. Dạ. Cái định kiến bây giờ ví dụ là mình đi nói là một vấn đề nói về hàng hóa Việt Nam đi ha, chúng ta phải trở thành một cái người tiêu dùng thông minh trong cái cơn bão mà về thực phẩm bẩn, đồ tiêu dùng bẩn, thì tại sao chúng ta không khuyến cáo mọi người một cách công khai tiêu cũng phải thông minh? Theo anh thì anh phân tích cái chuyện cái mâu thuẫn của Châu vừa nói phải định hướng cho em hoặc là Châu hoặc là rất là nhiều bạn khán giả là như thế nào thì là đúng, tại vì hiện nay mọi người biết là cái đó nó sẽ là sai, nhưng làm như thế nào đúng nhiều khi nhiều người không biết nha. Đúng. Dạ. Ví dụ như nói là yêu cái đối tượng mình yêu anh ấy bởi vì anh ấy đẹp, thế nhưng những cái nhu cầu đó của mình, những cái suy nghĩ của mình không ai cấm cản, đó là quyền tự do. Dạ.
Nhưng ở đây chúng tôi nói là yêu thông minh là chúng ta phải biết được cái hệ quả trong cái tình yêu đó, nó đẹp và nó cũng có cái xấu. Ví dụ như bây giờ tôi thích anh đó, tôi cho anh đó ngủ và tôi cho đó là một cái hạnh phúc, thì hệ quả nó là cái gì? Còn hai người quan hệ ngủ với nhau mà người ta có trang bị, có kiến thức về về vấn đề tình dục để không có gây ra một cái hệ quả giống như những cái hình ảnh mà chúng ta vừa xem, thực sự rất là đau lòng và rối trách nhiệm. Thật ra thì người nào khi phá thai họ cũng có lý do. Lý do đó có thể là bản thân em nuôi con không được. Lý do đó có thể là trời ơi anh bỏ em rồi, bản thân em mình em biết làm sao. Lý do có thể là hàng xóm dẹp yếu cha mẹ em không chịu nổi cái sự dèm pha của hàng xóm hay là dư luận. Thì em nghĩ là không ai muốn chối bỏ đứa con của mình hết, mà họ đều có lý do. Em nghĩ lý do đó nhiều khi cũng ngụy biện đó chị. Chính xác. Đó, ngụy biện là do hoàn cảnh như thế này, do hoàn cảnh như thế kia nên là người ta mới bỏ. Nhưng thật sự em nghĩ là có thể là do họ không có bản lĩnh. À đúng rồi, người ta không có được bản lĩnh nên là cứ tìm một cái lý do để chối bỏ đứa con. Và cũng có thể là do nguyên nhân tác động từ bên ngoài, từ cái môi trường. Ví dụ như em đi, nếu như em không có bản lĩnh, em không có tự tin rằng em làm được cái việc là em nuôi con một mình, thì chắc chắn là em sẽ bị đổ ngã ngay với những cái bàn luận, những cái đàm tiếu từ bên ngoài. Bây giờ chúng ta tập trung vô cái vấn đề, cái nguyên nhân dẫn đến những cô gái phá thai. Thứ nhất là đàn ông chối bỏ, thứ hai là yếu về kinh tế. Dạ. Thứ ba là dư luận, tôi nghĩ có ba cái hoàn cảnh đó. Dạ. Theo anh chỉ có ba cái mặt cái lớn thôi, nhưng mà là dư luận. Dạ. Cái thứ hai nữa là cái phía về người đàn ông về trách nhiệm. Dạ. Về kinh tế như Châu nói nè, người mẹ người ta khi bắt đầu làm mẹ rồi cái tình mẫu tử nó lớn lắm, cho nên là người ta có thể người ta vượt qua hết tất cả những cái đó, nhưng mà có hai cái người ta không thể vượt qua. Không thể nào thay đổi cái suy nghĩ của họ, tại vì cái suy nghĩ đó nó đã sâu mấy chục năm rồi, bây giờ không thể nào thay đổi được. Thi thể thai nhi bị vứt bỏ gần khu công nghiệp. Xót xa thai nhi bị vứt bỏ cạnh bãi rác, ô tô đi đường đè trúng thương tâm. Thai nhi bị bỏ cạnh thùng rác. Phát hiện 1.300 thi hài thai nhi được bảo quản trong tủ đông lạnh. Chuyện ở ngôi nhà của hơn 500 sinh linh xấu số. 27.000 thai nhi bị bỏ rơi, người phụ nữ này âm thầm chôn cất suốt 10 năm. Và còn rất nhiều những bài viết liên quan đến vấn nạn vứt bỏ thai nhi như hiện nay. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi ngày trôi qua có vô số sinh linh bị chối bỏ một cách thương tâm. Các bé bị chính những người là cha, là mẹ tước đi sự sống của mình khi đang trong giai đoạn hình thành và phát triển. Vậy các bạn trẻ hiện nay nghĩ gì về vấn nạn này? Dạ thì em sẽ chọn là phá. Rồi cũng có nhiều việc mình chưa làm được mà có một cái đứa bé ra nó giống như là một cái gánh nặng. Nó không có phải là một cái điều gì đó tốt đẹp, với lại vẫn còn chưa có đủ khả năng để mà lập gia đình. Cho nên là khi mà đứa bé sinh ra thì cũng không biết là phải làm cách nào để mà nuôi dạy nó, hay là chu cấp cho nó một cái cuộc sống đầy đủ. Nếu mà em trong quá trình chưa có gì cả, mình chưa đủ kinh tế, chưa đủ tài chính, mà mình đẻ một đứa con, đẻ một đứa con rất là dễ, nhưng mà để nuôi nó một cả cuộc đời thì khó. Nên cái việc mỗi người lựa chọn và mỗi người cho hướng đi để cuộc sống của mình tốt và con mình tốt, thì cái việc phá thai khi mà chưa đủ tài chính thì em nghĩ là cái việc đó nên làm. Thậm chí là anh biết một trong những cái cách xử lý những cái bào thai này là gì? Nếu như những cơ sở lớn thì họ sẽ được quyền xử lý theo kiểu là rác thải y tế nha. Trời ơi. Họ sẽ đưa vào đốt, họ sẽ đưa vào đâu đó để tiêu hủy theo đúng quy trình, bởi vì nó là rác thải y tế. Nhưng với một số phòng mạch khác, những phòng mạch nhỏ làm không có giấy phép chẳng hạn, thì cái cách xử lý của họ là cứ bỏ vào bịch rác và bỏ như một loại rác thải thông thường. Tôi nói tụ trung lại những hình ảnh này ích kỷ cho nên mới giết người. Không thể nào mà tưởng tượng nổi là một mình có thể giết một người, giết người một cách man rợ như vậy. Có nhiều bé em thấy khi mà tạo phá thai thì phải kẹt gấp rồi, cái người nó sẽ rất, em nghĩ sẽ rất là đau quá chị. Và em bé khi mà sinh ra nâng như trứng có như hoa cầm nhẹ nhẹ nó cũng sợ đau nữa, mà khi mà phá thai thì thấy nó rất là kinh khủng, cho nên sợ. Xem những hình ảnh này chúng ta nhìn thấy này, những con người này như vậy là có giết người không? Pháp luật có can thiệp không? Ở những nước phát triển người ta đã đặt cái luật này ra, anh phá thai như thế nào
À, cái chuyện mà anh ngủ với ai tôi không cần biết, đó là quyền tự do. Nhưng mà ở các nước vẫn được quyền phá thai. Được quyền phá thai, đúng. Nhưng phá thai ở giai đoạn như thế nào? Và ra tòa. Có tòa án người ta xử cái chuyện đó. Ừ, tòa quyết định là cô được phá. Ủa đây có tòa nào? Tức là cái giai đoạn phá thai nó phải ở cái tháng phù hợp. Đúng. Vì khi đứa bé nó phát triển lên rồi thì khi phá lúc đó sẽ là... Người ta không cho. Đúng rồi, người ta không cho. Thí dụ như nó chỉ còn là một giọt máu, một tế bào nó đang phân chia. Người phụ nữ bắt đầu trong ở giai đoạn những tháng đầu là chu kỳ kinh nguyệt nó dừng lại rồi đó. Để tất cả mọi cái trong cơ thể nó nuôi cái bào thai đó. Thì giai đoạn đó nó chỉ là một giọt máu, thậm chí nó có ba lớn vậy thôi. Nó chưa hình thành cái hình ảnh của con người. Nó chưa có tim thai. Đúng, như vậy thì pháp luật chấp nhận. Còn ở cái giai đoạn là tôi nhìn cái hình ảnh rõ ràng, có những đứa nó rõ ràng thành con người rồi. Tôi nghĩ cũng mắc cười, nãy giờ tôi ngồi tôi suy nghĩ tôi thấy nó cười gì cả. Sao anh? Một đứa bé nó còn nằm trong bụng. Và nó bị giết chết. Nó nhẹ như lông hồng. Khi nó chào đời, nó khóc rồi, nó chết thì lại là một vấn đề khác. Khi nó là một giọt máu tôi chấp nhận. Nhưng nó đã có tim thai, nó đã có tay chân đầy đủ hết rồi thì nó là một con người, một sinh linh rồi. Thì nếu mà ai mà tác động tới để làm cho nó không còn tồn tại nữa thì đó, người đó là kẻ giết người. Trừ những cái trường hợp mà pháp luật cho phép. Thí dụ như tôi nói là bác sĩ sản khoa, người ta chuyên về cái ngành đó, giờ vì cái hoàn cảnh A, B, C, D, D, nhưng phải giải trình đó nó hợp lý, giải trình một cách hết sức là công bằng. Ví dụ để đi đến một cái quyết định nó có bệnh gì đó hay gì đó thì phải chấm, buộc phải chấm dứt thai kỳ trước thời hạn. Ừ. Đúng. Ngoài ra thì là không được phép. Không được phép. Rõ ràng là khi anh Dân nói thì Thúy nhận ra rằng là chưa bao giờ có một ai bị xử lý vì bà mẹ bị xử lý vì tội đã phá thai giết bỏ đứa con trong bụng của mình. Thành như chưa giờ Thúy nghe trường hợp đó xảy ra ở Việt Nam. Không biết có không? Không biết có không? Chưa. Chứ từ đó giờ ba người ngồi đây không có đây nè. Không nghe đó nha. Và tất cả những người đang xem cái cuộc trò chuyện của chúng tôi, các người có thấy người nào bị bắt khi phá thai mà như vậy chưa? Trừ những trường hợp như này bị bắt. Phá thai chui gây cho sản phụ bị chết thế này thế nào thì lúc đó hậu quả là do bà phải đến chị sản phụ chứ không phải là đến đứa bé. Không phải là đứa bé, cho nên là cái luật mà chúng ta bảo vệ trẻ em coi lại đi, nó còn bị hở đó. Thì hiện nay tâm luật cũng chưa có quy định rõ, tức là nạo phá thai, tức là thứ nhất là cái nguyên nhân dẫn đến đó, chẳng hạn như mấy em mà bị xâm hại đó phá thai, thì nếu mà lấy cái thai to như vậy thành người rồi, 36 tuần là thành người rồi, thì có mang tội giết người hay không? Không, tại vì các em bị xâm hại, do bị xâm hại nguyên nhân khách quan mem dẫn đến. Còn những người nào mà thí dụ dưới 22 tuần mà thí dụ hoàn cảnh, thí dụ nuôi hai đứa rồi nuôi không nổi, đó hoàn cảnh khó khăn quá, hoặc là mấy em đang đi học mà bây giờ như vậy thì sợ gia đình, thành ra mấy em đi bỏ. Chúng tôi kỳ rồi chúng tôi có hội thảo và chúng tôi có đưa ra một số quy định rồi, chúng tôi cũng có đề nghị những cái mức xử phạt và phải đưa vào luật hình sự. Và sắp tới đây tôi hy vọng rằng sẽ có một cuộc phỏng vấn tôi tiếp theo về những cái ban hành, những cái luật ban hành mới về cái việc mà phá thai hoặc là phá thai to. Phải nói một cái điều là tình dục là một cái điều hết sức là bình thường và ai cũng có nhu cầu, nhưng mỗi việc làm của chúng ta đều phải có trách nhiệm, chứ đừng có nói đơn giản là đó là nhu cầu và khi hết nhu cầu thì tôi không quan tâm tới vấn đề gì nữa. Nếu như vậy thì chúng ta không phải là một cái động vật cao cấp. Tôi nói như thế trong một cái đối với những đối tượng khác, đối tượng vô trách nhiệm. Có những tên đàn ông khi quan hệ người phụ nữ không thèm mang bao cao su, bảo là mang bao cao su sẽ mất cảm giác. Còn hệ quả như thế nào thì người phụ nữ lạnh à, về bệnh S, bệnh về đường tình dục không vậy. Và cái mà có thai ngoài ý muốn là một cái chuyện mà chúng ta đang bàn. Ở các nước phát triển thì thật ra xét từ lúc nhỏ và xét là một nhu cầu bình thường của bản thân, như uống cà phê, như ăn sáng, nhưng chúng ta sẽ không nghe chuyện họ phá thai.
Thì anh nghĩ nguyên nhân nó làm từ đâu? Nếu họ được giáo dục một cách kỹ càng về giới tính và họ có một cái kiến thức hết sức là cơ bản về sinh học. Dạ, cô nghĩ là bên cạnh đó thì về cái vấn đề giáo dục thì cũng nên chú trọng nhiều hơn và giáo dục giới tính mình nên mở rộng hơn. Chứ không phải là như bây giờ là hồi trước con học là trong khoảng lớp 7, lớp 8 thì mới bắt đầu có cái 1-2 tiết để giáo dục giới tính mà. Và cái cách truyền đạt của giáo viên thì con thấy là nó cũng là một cái kiểu như là rất là ngượng ngùng. Đúng không? Thấy không thôi. Dám nói. Đấy, như này thật ra bây giờ là lớp 5 là đã giáo dục giới tính cho các bé rồi. Ừ. Đó, và cũng có chia trai riêng, gái riêng để giáo dục giới tính rồi. Thành ra Thúy nghĩ là cái vấn đề... Nhưng mà tụi nó cũng chưa hiểu. Không, vậy thì không thể giao cho nhà trường được. Ừ. Phải gia đình là quan trọng chứ. Ừ. Bởi quan trọng là cái cách mình truyền đạt cho nó thôi, chứ không phải là chưa hiểu đâu. Nó vẫn khô khan, nó vẫn cái kiểu mà giáo điều. Chứ nó không đi thẳng với vấn đề một cách kêu là để cho trẻ con hiểu. Không có thẳng. Nếu cần trực quan thì sinh động hơn. Với lại như thế vậy nè. Như vậy là cái lỗ hổng của mình lại nằm một phần ở giáo dục. Có thể là tôi nghĩ là từ nhà trường hoặc là từ chính cha mẹ. Và tôi nhớ là hồi khi mà mình hồi nhỏ đó thì có những cái chuyện mà mọi người nói, đừng có nói, nó còn nhỏ, đừng có nói cho nó nghe. Hoặc là mình lớn lên chút nữa, trời ơi, nó con gái, đừng có nói cho nó nghe. Thì như vậy tôi nghĩ là những cái cấm kỵ đó nó làm cho nó lặn cái hàng rào. Và cái cô gái, chàng trai nghĩ tới chuyện, trời, cái chuyện đó nó là gì, là nó là xấu lắm, không dám công khai, không dám hỏi, không này kia nọ, bởi vì không có kỹ năng mà, không có kiến thức mà, cho nên là sẽ gây hậu quả. Và khi hậu quả đó thì nói với cha mẹ, bạn bè lại mắc cỡ, đúng không? Rồi họ lại tự đi tìm cách để giải quyết, mà thường thì cách giải quyết thì bao giờ cũng là cách tiêu cực. Giờ em đặt trường hợp nha, thí dụ như anh Dân, anh đã có mấy cô con gái nè, ba đứa. Một ngày nào đó con anh về nói, ba, con có bầu rồi. Nhưng anh chưa từng thấy cái thằng con rể hay là người yêu của đứa con gái mình. Thì lúc đó anh sẽ nghĩ như thế nào? Vừa hết sức bình thường. Tôi sẵn sàng nuôi cháu tôi. Anh không sợ người ta nói em mắc cỡ hả? Sợ gì? Tôi đã nói thì tôi không sợ gì. Và tôi đã chuẩn bị cái tinh thần đó từ lúc tôi sanh đứa con thứ ba rồi. Mới đầu tôi giới thiệu nó về giới tính. Tôi giới thiệu một cách hết sức khoa học. Nhà tôi trồng bông mà. Ở trên sân thượng á. Tôi lấy cái nhị của cái bầu đực, tôi chấm vô cái bông nhị của bầu cá. Thế nó hỏi tôi là như thế nào, tôi nói đây là con đực nè. Cái phấn của nó nè, chấm vô cái nhị. Thì cái này nó kết hợp với nhau, nó sẽ sinh ra trái bầu. Và trong trái bầu nó sẽ có hạt và sẽ có sẽ trồng được mùa sau. Còn nếu mà chúng ta không chấm như vậy thì nó sẽ không có hạt. Đó. Nó lớn hơn chút. Nó coi phim Thế Giới Động Vật. Có lần nó coi, nó thấy con sư tử đực đang ôm sư tử cái làm tình. Thì nó hỏi đó là gì? Tôi nói đó là giao phối. Thì để là con sư tử đực cung cấp tinh trùng cho con sư tử cái rụng trứng và trứng cái tinh trùng gặp nhau và sẽ sinh ra con sư tử con. Thì nó bảo, vậy với bà ngoại con chó nó đẻ là do con chó vàng nó làm chuyện này với lại con chó đốm phải không ba? Tôi hết sức tự nhiên. Tôi gắn. Và tôi nói một cách khéo léo, con người cũng vậy. Ba với mẹ yêu nhau thì mới có con đó. Nói một cách công khai. Và ở lứa tuổi nào thì chúng ta sẽ nói một cách công khai và dạy là ví dụ như chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng chúng ta phải biết rằng là phải học hành, phải có một cái công việc ổn định thì lúc đó chúng ta mới nghĩ tới vấn đề và chúng ta sẽ có con. Khi mà mình làm một chuyện gì đó thì mình nên suy nghĩ cho thật là kỹ và mới quyết định nên làm và cái hệ quả của nó là như thế nào. Như nãy tôi cũng nói với mọi người là tại sao chúng ta không yêu một cách thông minh. Chúng ta phải trang bị trong cái lứa tuổi sinh sản của chúng ta luôn luôn nào cũng phải có thuốc ngừa thai. Yeah. Cũng phải có bao cao su. Mà đem theo thì mắc cỡ anh. Đó, thấy chưa? Bây giờ nó lòi ra kỹ đó, nó lòi ra một cái gì đó mà nó dốt nát, thiếu một sự thông minh. Một người phụ nữ mà họ bỏ trong bóp của họ một cái bao cao su, đó là chuyện bình thường. Đối với cá nhân tôi nói thật. Và tôi nghĩ là thay đổi quan điểm trong giới trẻ, trong cộng đồng là cái điều rất là quan trọng. Bạn hay coi thuốc ngừa thai cũng như là thuốc trị bệnh. Ai cũng có quyền đi mua, ai cũng có nhu cầu sử dụng. Và đừng ngại ngần, bởi vì mua một vỉ thuốc ngừa thai, mua một cái bao cao su, nó hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến ai hết, ngoài một cái nỗi gọi là nỗi sợ dị nghị gì đó rất là mơ hồ mà bạn đang cứ phải.
sẽ không ai đánh giá bạn đâu. Nếu ngại ngần thì có thể đeo khẩu trang mua được mà, đúng không? Nhưng nếu như đã để xảy ra hậu quả là có thai và phá thai thì đó là một việc rất là lớn. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể mình, đến tâm lý của mình, thậm chí là cái mặc cảm rất là lớn, cái vết sẹo trong tâm hồn. Thì như vậy là có thể nói rằng là cái vấn đề lớn nhất là nằm ở sự hiểu biết của những cái người giới trẻ. Giới trẻ. Và như vậy là cái điều mình cần thay đổi là thay đổi về nhận thức, bổ sung cập nhật cái kiến thức cho họ, đúng không anh em? Kính thưa quý vị khán giả, thời lượng chương trình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với anh Thúy trong cái hành trình đầy xúc cảm này. Chương trình Giữ Lấy Mầm Sống do Audicon Media và Autox sản xuất sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ tối thứ Bảy, tuần lễ thứ nhất và thứ ba mỗi tháng trên kênh HTV Phụ Nữ, và phát lại vào lúc 22 giờ tối thứ Tư, tuần lễ thứ Hai và tuần lễ thứ Tư mỗi tháng trên kênh HTV Thuần Việt. Rất mong nhận được sự phản hồi và đóng góp của quý vị trên kênh fanpage và YouTube của chương trình Giữ Lấy Mầm Sống. Xin chào và hẹn gặp lại!